Kim xin chào quý khách hàng và anh em thầu thợ trên toàn quốc. Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng theo các sản phẩm của thương hiệu Sangoban Việt Nam như khung vĩnh tường, tấm thạch cao vĩnh tường Gyprock, tấm xi măng sợi Duraflex hay keo dán gạch Keltron Weber. Chính sự việc này đã gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn sản phẩm chính hãng. Nghiêm trọng hơn, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng khiến công trình dễ dàng hư hại, xuống cấp gây thiệt hại về vật chất và an toàn cho người sử dụng và còn ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Vì vậy, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị những đặc điểm nhận diện đúng sản phẩm của các thương hiệu thuộc tập đoàn Sangoban Việt Nam. Trên tay của Nhật Kim đang là sản phẩm khung trần chìm vĩnh tường và quý khách hàng có thể dễ dàng nhận diện bằng cách là chúng ta có thể thấy là logo vĩnh tường cũng như là chữ vĩnh tường được dập nổi ở trên thanh. Và ngoài ra thì tên sản phẩm cũng như là thông tin sản xuất sẽ được in full ở trên thanh khung. Và tương tự như vậy, với khung vách ngăn vĩnh tường thì chúng ta cũng sẽ thấy có logo vĩnh tường và chữ vĩnh tường được dập nổi ở trên thanh khung. Và số lô sản xuất cũng như là tên sản phẩm sẽ được in full ở trên thanh sản phẩm ạ. Đó là cách chúng ta có thể dễ dàng nhận diện được đâu là khung trần chìm cũng như là khung vách ngăn chính hãng của vĩnh tường. Tương tự như các sản phẩm khung vĩnh tường thì khung trần nội vĩnh tường cũng sẽ được dập nổi logo vĩnh tường kèm với thông tin sản phẩm và số lô ngày sản xuất cũng sẽ được in full ở trên thanh. Và một điều hết sức đặc biệt đó là chúng ta sẽ sử dụng đèn soi UV để tìm chữ vĩnh tường được in chìm ở trên thanh. Và công nghệ in UV này cũng sẽ được áp dụng cho tất cả những sản phẩm của khung trần nổi vĩnh tường. Đó chính là sự khác biệt giữa khung trần nổi vĩnh tường với những sản phẩm khung trần nổi khác ở trên thị trường. Ngoài những sản phẩm khung, vĩnh tường xin giới thiệu đến quý khách hàng tấm la phong vĩnh tường ánh kim thế hệ mới, giúp nhà sáng đẹp hơn và đặc biệt là chống nóng cho ngôi nhà của bạn. Có tất cả 12 mẫu hoa văn la phong vĩnh tường ánh kim. Và đặc biệt, tất cả những mẫu này đều đã được đăng ký quyền bảo hộ tác giả. Để nhận diện đâu là tấm la phong vĩnh tường ánh kim chính hãng, chúng ta sẽ sử dụng đèn soi UV hoặc còn gọi là đèn thần để tìm chữ vĩnh tường được in chìm trên nền tấm. Và đó là cách hết sức đặc biệt để nhận diện đâu là tấm la phong vĩnh tường ánh kim chính hãng. Và sản phẩm cuối cùng Nhật Kim muốn giới thiệu đến quý khách hàng đó chính là keo trà rong Weber. Và keo trà rong Weber sẽ có đặc điểm nhận diện chính là đường mép ở hai đầu bao bì là đường răng cưa nhỏ. Ở phía sau bao bì sẽ là logo Sangoban màu đen ở trên nền trắng với thông tin sản xuất bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Sangoban Việt Nam chi nhánh Hiệp Phước, lô C20B đường số 11, khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay trên thị trường đang xuất hiện tràn lan hàng giả, hàng nhái keo trà rong Weber. Và hy vọng với những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý khách hàng có thể dễ dàng hơn trong việc lựa chọn những sản phẩm keo trà rong Weber chính hãng và đảm bảo chất lượng. Vừa rồi là những thông tin giúp chúng ta có thể dễ dàng nhận diện được đâu là những sản phẩm chính hãng của tập đoàn Sangoban Việt Nam. Hy vọng những thông tin trên có thể mang đến cho quý khách hàng sự tự tin và an tâm sử dụng. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ tổng đài 1800 1218. Tôi là Nhật Kim, xin chào và hẹn gặp lại.